Vâng, xin chào tất cả các anh chị. Cảm nghĩ của Hải về chuyến đi lần này tham dự cái hội nghị Director Seminar thật sự rất là thú vị. Bởi vì chúng ta đã có một cái thời gian dịch rất là dài và rất vui là sau khi mà dịch đã kết thúc thì Oriflame đã tổ chức một cái sự kiện Director Seminar tại Vinpearl ở Phú Quốc. Đây là một cái điều rất là tuyệt vời, không phải tuyệt vời cho cá nhân của Hải, cho gia đình của Hải mà cho toàn thể nhà phân phối của Oriflame Việt Nam. Một cái kỳ hội nghị rất là hào hứng, rất là tuyệt vời và rất là thỏa mãn tất cả những cái đam mê khi mà du lịch cùng với Oriflame. Và đây là một cái cơ hội tuyệt vời để cho các anh chị cùng trải nghiệm những cái chuyến du lịch miễn phí với Oriflame. Hãy cùng nhau nỗ lực, cùng nhau làm việc để chúng ta có kết quả tốt nhất cho một cái hành trình kinh doanh của chúng ta trong năm 2022 và năm 2023. Hãy hẹn lại tất cả các anh chị tại Seoul, Hàn Quốc vào năm 2023 ở hội nghị Gold Conference năm 2023. Xin chào! There was a time you and I get faded together on the floor so high, and I stayed there forever. You took the hammer, I took the bomb. A little taste of freedom, but I got the feeling that I'll be needing somebody I can lean on. Carry me home, carry me home, oh, when I'm down at the end of my rope. You carry me home, carry me home, oh, oh, oh.
feeling lost, like you've given up. You just can't go through.